Hello, xin chào tất cả các bạn. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu một cô bé đang chơi đùa cùng với một con gà. Chúng mình cùng bắt tay vào mà làm nhé. Thử cái bạn này đi đấy. Mà đúng quỷ kiểu nói với mình thế á. Thì hả, chị chúng ai tâm sự với nhau ấy. Thế rồi, ý là đang làm nào nữa. Biết mày Vân Quỳnh thân ấy, không sợ nói gì thôi. Mà không, ý của Đỗ Quỳnh chẳng là gì đâu. Ý mới được tặng hoa thú ấy, kêu chán. Chúng nó chuyện thú từ với nhau mà, chúng nó hay kể nọ kể kia cho nhau mà. Quan đi, được rồi. Mà lại tao thấy như thế cũng bình thường. Nhưng cái tao không đấy Vân Quỳnh nó kể là ý của Đỗ Quỳnh cái gì, nhưng ý là cũng không hẳn, chắc tao nói ra chắc là hơi bị ấy quá. Không chắc không có gì ấy, mới tắm nói với Quỳnh. Ừ, thì chỉ là bình thường thôi, chỉ là hai đứa nói chuyện như thế, thì là lại ta nói chuyện về con nào đó, mấy cả Quỳnh chẳng quan tâm gì đâu. Chẳng quan tâm gì đến chuyện mẹ mà. Khi tiếng Anh thì tập tành học cho biết chút đỉnh thôi, hoặc từ unit 3 tới giờ mới chép từ mới mà. Ha ha. Hẳn là không biết. Hả? Không biết. Giống này thôi. Thế này mà giỏi thế này bị người yêu cắm sừng. Gì? Nói thế. Thế chứ tao tao bảo mày hỏi mày chưa hỏi à? Hỏi gì? Mày học nó mấy lần đấy? Tao đã hỏi đâu mày điên, tao hỏi chưa nói chưa vừa gặp phát thế thế à, phải nói vấn đề gì về yêu đương mới hỏi chứ. Nói đi em, tự nói ai cơ. Thôi là nhá, trong thế này giỏ thế này khối em theo nhỉ, giỏ thế này có vô gì khác ngoài từ giỏ không? Xem rồi, tao mà không nhận ra nó, mãi là nhận ra. Mày ơi, nó mặc cái bộ đấy. Cơ bắp của nó cuồn cuộn. Bên này khác đi, chẳng có thằng nào có đâu, mỗi mình chả có mày. Thôi mày thôi nó điêu á, mày ơi hôm đấy nó quên tên tao mày. Mày chứ, tao mang cái tóc với chị kia. Tao thì nó hay là cứ đứng gọi chứ. Hương ơi, nó đứng cạnh tao, con chưa nó biết tên tao, tao chả biết con đấy luôn. Ừ, chắc là tự để ý, tự nó tự gọi lên thư như thế nào, hay đọc tên anh, hay con nào gọi mày, không tự lấy. Mày, thằng giống ít, mày nhắn tin chứ. Hello, bây giờ bạn bây giờ làm gì rồi? Có Hà Nội không? Chắc bị nhờ bà gì ạ? Không có nhờ bà gì đâu. Thế nào có, tao Hà Nội nè, sao đi ít nó mẹ chỗ nào? Thảo Mỹ Đình, ô gần tao này, tao Cầu Giấy. Tao đi chỗ nào nhẹ, bữa nào rảnh quá chơi. Tao nghe bé á, tao nó hỏi bây giờ tao cũng ok. Tao nó cũng ok, thế nào chứ. Đúng với tao chứ, thế mày học gì đấy? Mẹ nó hỏi chứ mấy hôm tao qua chơi, tao chứ tao học hàng không. Tao ở, hàng tao không rồi. Mày thế? Tao chứ, thế học trường nào, nó học cao đẳng. Hàng không, nó học hàng không mà sao lại tiếp biển không á? Điển, nó lùn đấy,
còn tiếp viên không được. Chắc là bên làm gì khác bên quản lý ở dưới hay gì mặt đất. Ừ, làm ở đây cũng nhiều tiền mà. Mày ừ. Là thì nói chuyện làm gì, ý là nói chuyện, ý là tao nói chuyện nhau làm gì hay là thì ý là nhiều thì nói chuyện làm gì ấy, với mấy câu mình hay nói ấy. Tao mà có thì nói lại chuyện làm gì. Sao lại mấy câu này giống như chú trên mình nhỉ? Trên mình hay cả nói như thế. Đang tắt không ấy. Nó đang nhắn gì tiếp này. Nó đang nhập. Kệ nó cho nó nhập. May cái bây giờ của thằng, may của thằng trà này nó không bị ấy. Ô Nhi, có tao tao một cái ảnh của DJ không? À, ừ quên mất. Tao lưu lại cho tao, tao lưu lại rồi. Tao tăng mày vào đây. Ơ, có thấy đâu? Nó là tao không có thì mới vô tư như này chứ. Bạn chứ có, đầy đứa có mới vô tư mà. Bạn buồn cười. Thế chắc ý là thì nói chuyện là vì ý là tao nói chuyện nhau làm gì đấy. Biết đâu, một lúc nhắn tin với người em, ai mà biết được, cũng chiều là thế. Người con trước người ta hỏi tên với mẹ tên rồi quan tâm, với lại con bên cạnh có tên là gì? Thương. Thương là mà thương mẹ ai anh à? Là Thương. Con Tâm ấy, con Thu San. Thu San. Tao tưởng cái hôm mình ngồi ăn mình tráng. Tao thật ra chả nhớ tên nữa đúng không? Nhưng mà con Nhung với con Thúy. Con Trang. Gì? Tao không nhớ tên ai trong lớp đâu. Con Uyên, con Hà, mày nhớ à? Ừ, con mà nhớ lúc đó con nhầm bọn Uyên, con Hà. Tao không nhớ tên ai cho nó mà. Không tao không dám gọi, tao phải tao họ. Tao phải như thế nào tao. Thế bảo mày là, ê mày, con này đây là Uyên, con là Hà. Đấy, Uyên, con Hà, con nào nữa? Con Trinh Trinh thì nhớ. Đấy, con trai này. Tuyết. Con Tuyết đấy. Tao chỉ nói từng đứa. Thì bọn con trai sao có nhầm tên đúng không? Thằng Dũng. Thằng trà, thằng Dũng. Bây giờ mình biết thằng Dũng là kiệt rồi. Tao biết thằng Cách Ta nữa. Không nhớ mặt. Cách Ta, Cường. Thiền ngó mấy phút. Hả? Tôi nhớ lúc trước là bạn có người yêu mà tôi mà sẽ mới chia tay nhỉ. Dạo này lúc nào chạm đáy của nỗi đau. Ok, hôm đấy đúng lúc luôn nè. Đúng luôn cái gì mà chúc ai mấy người bọn ta vào bác xem tin thấy cái gì mà cắm, cái gì mà phản bội. Ê, chết chịu được. Không, tao không, tao chỉ muốn cười cái video. Đau. Đau lòng. Chắc anh quên nó không sao. Mình quên bên mỗi tôi không thấy nhà tôi là anh xa bình thường. Sừng giữa lớp với thầy. Ơ thế chứ. Ơ thế bạn bị cắm sừng thật à? Tôi tưởng các bạn ý trêu thôi. Chạm đai của nỗi đau. Còn này bố gọi là anh ấy. Ơ thì thằng này hai cả hai gì hơn là 3 tuổi. Thôi con mình không biết thôi. Theo mấy ta hôm đấy. Lúc mà thằng ra nó bảo cái gì mà điều kể từ kia ấy, tao tưởng mày nghe thấy hết chứ. Tao mới đến, tao mới tao đứng sau chúng nó mà. Tao mày cũng đứng cạnh nó đấy. Tao thấy mày chả nói gì. Tao lên tao trước thứ. Mày đi ra
nó cũng lo tao chứ. Gì? Cổ kiếm tao lấy rồi. Ai? Ai lấy đây? Tao chứ. Tao chứ. Tao không để ý, tao nghe thấy rồi. Tao thấy nó không, nó